Đặc điểm chung của loài thỏ Thỏ nhà là loại gia súc nhạy cảm với các tác nhân ngoại cảnh, có khả năng thích ứng với môi trường ở mức 31, 48 C, trung bình là 39,5 C. Thỏ có ít tuyến mồ hôi dưới da, cơ thể thải nhiệt chủ yếu qua đường hô hấp. Nếu nhiệt độ không khí tăng nhanh và nóng kéo dài trên 35 C, thì thỏ thở nhanh và nóng để thải nhiệt, khi đó thỏ dễ bị cảm nóng. Thỏ thở rất nhẹ nhàng, không có tiếng động, chỉ thấy thành bụng dao động theo nhịp thớ. Nếu thỏ khỏe, trong môi trường bình thường thì tần số hô hấp 60-90 lần phút. Nhịp đập của tim thỏ rất nhanh và yếu, trung bình từ 100-120 lần phút. Thân nhiệt, tần số hô hấp, nhịp đập của tim đều liên quan thuận với nhiệt độ không khí môi trường. Ở nước ta nhiệt độ môi trường thích hợp nhất với thỏ là từ 20 đến 28,5 C. Cơ quan khứu giác của thỏ rất phát triển, thỏ mẹ có thể phân biệt được con khác đàn mới đưa đến trong vòng một tiếng bằng cách ngửi mùi.